Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những diễn biến đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Nga đưa siêu tên lửa vào hệ thống trực chiến trong năm 2024. Mỹ tiết lộ đường đi khó ngờ của khoản viện trợ Ukraine. Ukraine sản xuất vũ khí tăng gấp 3 lần. Bộ Quốc phòng Nga trưng loạt vũ khí của NATO bị Ukraine vứt bỏ ở Avdiivka. Mỹ trì hoãn viện trợ khiến ông Zelensky như ngồi trên đống lửa. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Karivorukko mới đây cho biết, ưu tiên hàng đầu trong năm nay của lực lượng vũ trang Nga là đưa các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa SAMAT tối tân vào trực chiến. Ông Karivorukko nhấn mạnh, các nhiệm vụ ưu tiên trong năm 2024 liên quan đến việc cung cấp kỹ thuật quân sự cho lực lượng vũ trang Nga là hoàn thành việc đưa các hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa SAMAT tiên tiến vào nhiệm vụ chiến đấu. RS-28 SAMAT là hệ thống tên lửa chiến lược với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được sử dụng nhiên liệu lỏng hạng nặng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa này được phát triển tại trung tâm tên lửa nhà nước Makiyev để thay thế tên lửa R-36M2 Voyevoda đã được hoạt động trong lực lượng tên lửa chiến lược Nga từ năm 1988. Là tên lửa tối tân của Nga, tên lửa SAMAT được cho là có thể vượt qua được các hệ thống phòng không hiện đại nhất hiện nay. Tên lửa có thể mang theo 10 đầu đạn lớn, 16 đầu đạn nhỏ. Một số nguồn tin cho rằng Nga cũng trang bị tên lửa SAMAT 24 đầu đạn siêu thanh U-74. Giới chức Nga khẳng định tên lửa có độ chính xác gần như tuyệt đối nhờ sự hỗ trợ dẫn đường từ hệ thống vệ tinh toàn cầu GLONASS với độ sai lệch tối đa chỉ khoảng 10m. Trong bài phát biểu trước Quốc hội hồi năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là tên lửa bất khả chiến bại. Một số nguồn tin khẳng định tên lửa đạn đạo liên lục địa mới SAMAT của nước này có thể xé nát bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào. Trong phỏng vấn mới đây, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hầu hết số tiền mà Washington viện trợ cho Ukraine đã tạo ra công ăn việc làm ở Mỹ trong ngành công nghiệp sản xuất vũ khí. Cụ thể, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết Washington dành phần lớn số tiền viện trợ Ukraine vào việc sản xuất vũ khí trong chính nước Mỹ. Bình luận về gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ đang mắc kẹt ở Quốc hội Mỹ, bà Nuland nhấn mạnh bà tin tưởng mạnh mẽ rằng nó sẽ được thông qua vì khoản tiền này vì lợi ích của chính nước Mỹ. Bà nói, chúng ta phải nhớ rằng phần lớn số tiền này sẽ quay trở lại nền kinh tế Mỹ để sản xuất vũ khí, bao gồm tạo ra công ăn việc làm được trả lương cao ở khoảng 40 bang trên khắp nước Mỹ. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gần đây cũng cho biết khoảng 90% hỗ trợ tài chính cho Ukraine được chi cho việc sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự tại Mỹ. Ông nhận định các gói viện trợ tiếp theo cho Ukraine sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp Mỹ, cộng đồng địa phương và củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Theo Viện Kiel của Đức, Washington đã phân bổ gần 68 tỷ euro, tương đương 73,7 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine từ ngày 24 tháng 1 năm 2022 đến ngày 15 tháng 1 năm 2024, bao gồm khoảng 43 tỷ euro, tương đương 46,6 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự. Tuy nhiên, trong cuộc chiến tiêu hao với Nga, Ukraine vẫn đang đối mặt với sự thiếu hụt vũ khí nghiêm trọng. Vài ngày trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo rằng Kiev có thể sẽ thua cuộc nếu thiếu sự hỗ trợ của Mỹ. Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustam Umerov cho biết nước ông đang mất đi lãnh thổ trong cuộc chiến khốc liệt với Nga vì 50% vũ khí mà các đối tác phương Tây hứa hẹn đã không đến được Kiev đúng thời hạn. Ông Umerov tiết lộ quân đội của ông đã xây dựng các công sự mới và hàng nghìn thành trì. Tuy nhiên, ông cho biết sự chậm trễ trong việc cung cấp thiết bị của phương Tây đang dẫn đến bước lùi trên chiến trường. Ông Umerov thừa nhận, chúng tôi có một kế hoạch, chúng tôi đang làm việc theo kế hoạch. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể, nhưng nếu không có nguồn cung cấp kịp thời vũ khí phương Tây thì điều đó thật khó khăn cho chúng tôi. Do vậy, theo vị lãnh đạo Ukraine, dù gặp phải những bất lợi, nhưng Ukraine vẫn phá thế áp đảo của Nga ở Biển Đen, đồng thời đã giành lại được lãnh thổ ở phía Đông Bắc và phía Nam đất nước vào mùa thu năm 2022. Mới đây, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamysin cho biết, nước này đang tăng cường sản xuất vũ khí trong bối cảnh cuộc chiến tiêu hao với Nga đã bước sang năm thứ ba. Theo đó, Kiev đang tìm cách tăng cường năng lực chiến đấu khi chiến dịch quân sự của Moscow ở nước láng giềng đã bước sang năm thứ ba, bao gồm cả việc thúc đẩy sản xuất và đổi mới vũ khí nội địa. Ông Kamysin cho biết có 100 công ty nhà nước và 400 công ty tư nhân đã tham gia vào nỗ lực này và Ukraine trong năm nay có kế hoạch tăng đáng kể sản xuất đạn dược. Gần 300.000 chuyên gia đang hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, sửa chữa và bảo trì vũ khí ở Ukraine. Năm ngoái, ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta đã cung cấp số lượng vũ khí nhiều gấp 3 lần so với năm 2022. Sản lượng cho năm 2024 dự kiến cao gấp 6 lần so với năm ngoái, ông cho hay. Ngoài ra, ông Kamysin cho biết Ukraine đã bắt đầu sản xuất các vũ khí tầm xa và ám chỉ rằng một số trong số đó sẽ sớm được chuyển đến tiền tuyến.
Ông nhấn mạnh, năm ngoái lực lượng phòng vệ của chúng tôi đã bắt đầu tấn công các mục tiêu chiến lược sâu trong hậu phương của Nga, sử dụng vũ khí được sản xuất tại Ukraine. Năm ngoái, chúng ta đã chứng kiến các thiết bị không người lái của Ukraine hoạt động trên quy mô lớn cả trên không và trên biển. Năm nay, chúng ta sẽ quan sát chúng tác chiến trên đất liền. Đây sẽ là năm mà quý vị sẽ nghe nhiều về robot mặt đất. Về chương trình tên lửa của Ukraine, ông tuyên bố Ukraine đã có vũ khí tầm xa có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly 700 km. Trong khi đó, Bộ trưởng Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết 90% máy bay không người lái được sử dụng trên chiến trường chống lại lực lượng Nga đều được sản xuất tại Ukraine. Khi viện trợ nước ngoài bắt đầu nhỏ giọt, Ukraine đã quyết định củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng trong nước để đảm bảo tự sản xuất được vũ khí đối phó Nga. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ngành công nghiệp quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước sẽ đóng một vai trò quan trọng trong khả năng tự vệ lâu dài của nước này. Bộ trưởng Kamysin từng tự tin nhận định rằng với sự phát triển phù hợp, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine có tiềm năng trở thành kho vũ khí của thế giới tự do. Mặc dù khó khăn, ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine cũng có những thuận lợi. Ukraine đã có hệ thống cơ sở sản xuất vũ khí khá lớn. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, Ukraine thừa hưởng khoảng 30% cơ sở vật chất và lực lượng lao động của Liên Xô cũ. Ngành công nghiệp này đã duy trì qua nhiều năm. Phái đoàn bao gồm khoảng 160-170 quan chức và chuyên gia từ nhiều bộ, tổ chức chính phủ và khu vực tư nhân ở Nga dự kiến sẽ đến Tehran vào ngày 26 tháng 2. Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết phái đoàn sẽ tham dự cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế và Thương mại hai nước vào ngày 26 và 27 tháng 2. Đại sứ Kazem Jalali bày tỏ hy vọng thỏa thuận về dự án xây dựng tuyến đường sắt Ras Astara, một trong những dự án quan trọng nhất giữa hai nước, sẽ được ký kết tại Tehran. Kết nối Ras Astara được coi là một mắt xích quan trọng trong tuyến hành lang sẽ kết nối Ấn Độ, Iran, Nga, Azerbaijan và các quốc gia khác bằng đường sắt và đường biển. Tuyến đường sắt dài 162 km dọc theo bờ biển Caspian sẽ là phần mở rộng của tuyến đường sắt từ các cảng của Nga trên biển Baltic đến các cảng của Iran trên Ấn Độ Dương và Vịnh Aden. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Iran đang bán tên lửa đạn đạo cho Nga. Đầu tuần trước, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin tiết lộ rằng Tehran được cho là đã chuyển khoảng 400 tên lửa đạn đạo đất đối đất cho Nga. Mỹ đã lên án thương vụ được báo cáo trên là sự leo thang nguy hiểm của cuộc xung đột ở Ukraine, cảnh báo về phản ứng nhanh chóng và nghiêm khắc của cộng đồng quốc tế. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Josh Kirby vào ngày 22 tháng 2 cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt hơn đối với Iran vì cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Lệnh trừng phạt sẽ còn xa hơn nếu còn xác nhận rằng Iran đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga, hàm ý rằng chính phủ Mỹ hiện vẫn chưa thấy bằng chứng rõ ràng về thương vụ trên. Đáp trả tin đồn này, Iran khẳng định thông tin họ cung cấp tên lửa đạn đạo cho Moscow không chính xác. Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng Tehran luôn tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Mặc dù không có hạn chế pháp lý nào về hoạt động bán tên lửa đạn đạo về mặt đạo đức, Iran có nghĩa vụ phải kiềm chế tiến hành giao dịch vũ khí trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nhằm ngăn chiến sự tiếp tục leo thang. Iran và Nga là hai quốc gia chịu nhiều lệnh trừng phạt nhất của Mỹ. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh quân đội nước này thu giữ lượng lớn vũ khí và đạn dược do NATO sản xuất, cũng như các thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink tại nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka, vùng Donetsk, Ukraine. Các quan chức tại Moscow cho biết, phần cứng bị bỏ lại đã được các nhóm tấn công của Nga tìm thấy khi họ tiến vào nhà máy sản xuất than cốc lớn nhất châu Âu. Đây cũng là nơi đóng vai trò then chốt cho các cuộc phản công của Ukraine trong khu vực kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022 và là điểm nóng giao tranh trong hơn 3 tháng qua. Bộ Quốc phòng Nga thông tin, trong khi kiểm tra các xưởng của nhà máy, lực lượng phát hiện ra các trạm điều khiển máy bay không người lái bị bỏ hoang với các thiết bị đầu cuối Starlink. Cùng với đó là hàng chục súng phóng lựu chống tăng, đạn dược, lựu đạn cầm tay, vũ khí tự động và lương khô do NATO sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, tất cả những thứ này được binh lính Ukraine bỏ lại khi họ hoảng sợ chạy trốn khỏi nhà máy trước sự tấn công dữ dội của quân đội Nga. Ngay từ đầu cuộc xung đột, Ukraine đã sử dụng các thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink do công ty SpaceX của Elon Musk sản xuất cho cả mục đích dân sự và quân sự, bao gồm việc duy trì liên lạc giữa các đơn vị quân đội, điều khiển máy bay không người lái và chỉ đạo pháo binh. Tuy nhiên, vào tháng 9, Elon Musk đã khiến Kiev phẫn nộ khi từ chối yêu cầu sử dụng Starlink để hỗ trợ cuộc tấn công vào hạm đội Nga ở bán đảo Crimea. Ông giải thích không muốn SpaceX trở thành công cụ trong hành động chiến tranh và leo thang xung đột lớn. Quân đội Nga đã chiếm được cả Avdiivka và nhà máy hóa chất ở phía bắc thành phố vào cuối tuần trước. Moscow tuyên bố rằng cuộc rút lui trở thành cuộc tháo chạy hỗn loạn, trong đó hơn 1.500 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng. Avdiivka nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine từ năm 2014, thường được Kiev sử dụng để pháo kích vào thành phố Donetsk cách đó 10 km. Kiểm soát Avdiivka được coi là thắng lợi lớn nhất của Nga kể từ khi giành được Bakhmut hồi tháng 5 năm 2023.
Một số chuyên gia phương Tây nhận định Moscow sẽ mở rộng thêm 50-60 km trên tiền tuyến sau khi kiểm soát Avdiivka, qua đó mở đường tiến công vào các thành phố khác như Konstantinovka ở phía Bắc và gần như tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk. Bầu không khí ở Kiev khá ảm đạm và sự thất vọng hiện rõ trong những tuần gần đây. Một người thân cận với văn phòng của ông Zelensky chia sẻ với truyền thông rằng hầu hết mọi người đều tin rằng viện trợ sẽ sớm đến, đồng thời cho biết thêm rằng trong khi văn phòng tổng thống đang chờ đợi tin tốt từ Mỹ, họ cũng đang nỗ lực cải thiện việc huy động và lập kế hoạch chiến tranh. Mỹ đã chi khoảng 45 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Kiev trong tổng số 113 tỷ đô la Mỹ được phân bổ cho Ukraine. Tuy nhiên, ngân quỹ chiến tranh trị giá 45 tỷ đô la Mỹ đã gần như cạn kiệt và tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang vận động Quốc hội thông qua dự luật viện trợ nước ngoài, trong đó bao gồm thêm vũ khí, đạn dược và các hỗ trợ quân sự khác trị giá 60 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, dự luật đã bị đình trệ tại Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Tại cuộc họp ở Lviv vừa diễn ra, ông Zelensky nói với lãnh đạo đa số thượng viện Chuck Schumer rằng Ukraine chắc chắn sẽ thua trong cuộc chiến nếu Quốc hội không thông qua dự luật. Ông Zelensky khẳng định ngay từ thời điểm Avdiivka thất thủ rằng thị trấn này sẽ vẫn nằm trong tay Ukraine nếu Mỹ cung cấp đầy đủ vũ khí và đạn dược cho Kiev. Ông nói thật không may, việc để Ukraine trong tình trạng thiếu vũ khí đã tạo cơ hội cho quân đội của ông Putin. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đều cảnh báo rằng nếu không có thêm nguồn tài trợ của Mỹ, tình hình ở Avdiivka có thể sớm lặp lại ở các thành phố và thị trấn khác do Ukraine nắm giữ. Bất chấp tổn thất quy mô của Kiev, ông Zelensky hiện đang đặt mục tiêu nhập ngũ thêm 450.000 đến 500.000 binh sĩ, sử dụng luật huy động hiện đang được Quốc hội thông qua. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm thứ Năm, ông Zelensky nói rằng quân đội của ông sẽ sớm chuẩn bị một cuộc phản công mới, một chiến dịch mới. Nước Mỹ đang chứng kiến các cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ra ứng cử viên cho cuộc đua vào Nhà Trắng tại cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2024 để chọn ra tổng thống thứ 47 của đất nước. Cuộc đua vào Nhà Trắng bắt đầu từ ngày 23 tháng 1 năm 2024, khi các cuộc bầu cử sơ bộ trong hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa được tổ chức. Theo quy định, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ được tổ chức vào thứ 3 của tuần đầu tháng 11, tức ngày 5 tháng 11 năm 2024. Đây là cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 60 liên tiếp 4 năm một lần trong lịch sử nước Mỹ. Trong đó, Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ sẽ được bầu. Cuộc bầu cử này sẽ bầu chọn Tổng thống và Phó Tổng thống. Ngày 15 tháng 11 năm 2022, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố bắt đầu chiến dịch tranh cử. Trong khi đó, ngày 25 tháng 4 năm 2023, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden tuyên bố tái tranh cử nhiệm kỳ 2 liên tiếp. Đến nay, vẫn chưa có ứng cử viên chính thức nào từ hai đảng, nhưng nhiều khả năng cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm Biden sẽ ra tranh cử như 4 năm trước. Nếu hai ông Biden và Trump một lần nữa được đảng của họ bầu làm ứng cử viên, thì cuộc bầu cử năm 2024 sẽ là cuộc tái đấu Tổng thống đầu tiên kể từ năm 1956, đánh dấu mốc lịch sử sau 68 năm. Về ứng cử viên cho Đảng Dân Chủ, Điều 2 Hiến pháp của nước Mỹ không quy định giới hạn độ tuổi đối với ứng cử viên. Các công dân Mỹ từ 35 tuổi trở lên đã sống ở Mỹ 14 năm đều có quyền tham gia tranh cử Tổng thống. Ông Biden là Tổng thống cao tuổi nhất của nước Mỹ, nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 khi ông đã ở tuổi 78. Nếu tái đắc cử lần này, ông sẽ nhậm chức ở tuổi 82 và kết thúc nhiệm kỳ ở tuổi 86. Việc ông Biden sẽ được Đảng Dân Chủ đề cử hầu như chắc chắn. Trong các cuộc bầu cử sơ bộ nội bộ đảng, chỉ có hai ứng cử viên ít được biết đến cạnh tranh với ông là nhà văn Mariana Williamson và thành viên Hạ viện từ bang Minnesota Dick Philip. Thượng nghị sĩ nổi tiếng Vermont Bernie Sanders, người đã tham gia tranh ứng cử vào các năm 2016 và 2020, sẽ không tham gia chiến dịch lần này. Năm 2016, bà Hillary Clinton là ứng cử viên Đảng Dân Chủ nhưng đã thất bại trước ông Trump. Còn Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris đang tranh cử cùng với ông Joe Biden. Bản thân ông Biden từng là Phó Tổng thống dưới thời chính quyền Barack Obama từ năm 2009 đến năm 2017. Mặc dù nhiều người Mỹ cho rằng ông Biden không nên tái tranh cử vì đã quá già, nhưng dựa trên kết quả bầu cử giữa kỳ năm 2022, khả năng ông giành được sự đề cử của Đảng Dân Chủ đã tăng lên đáng kể. Các phương tiện truyền thông hàng đầu của Mỹ gồm Associated Press, các hãng truyền hình NBC, CNN và báo Politico dự đoán Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ. Kết quả bỏ phiếu chính thức vẫn chưa được công bố, nhưng theo dự đoán, ông Biden chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Về ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, dù thất bại trước ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 và Hạ viện đã luận tội tới lần thứ hai. Năm 2021, ông Donald Trump được Thượng viện tuyên tráng án và đủ điều kiện để tái tranh cử vào năm 2024. Nếu thắng cử trong cuộc đua thùng phiếu 2024, ông Trump sẽ trở thành tổng thống đầu tiên thua và sau đó lại giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo sau ông Grover Cleveland.
Grover Cleveland là đảng viên Đảng Dân Chủ đầu tiên được bầu sau nội chiến năm 1885, là Tổng thống thứ 22 và 24 của nước Mỹ và là Tổng thống duy nhất rời Nhà Trắng và trở lại nhiệm kỳ 2 sau 4 năm. Theo kết quả của các cuộc bầu cử sơ bộ và họp kín, cựu Tổng thống Trump đang dẫn đầu. Đối thủ duy nhất của ông là cựu Tổng thống Nam Carolina, cựu đại sứ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, truyền thông Mỹ xác nhận ông Trump đã đánh bại bà Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Cộng Hòa ở bang Nam Carolina, bang nhà của bà Haley. Ngoài hai ông Biden và Trump, còn một số nhân vật khác muốn tham gia tranh cử. Tuy nhiên, những nhân vật này không có gì nổi bật, rất ít cơ hội thắng cử, nên cuộc đua sắp tới vào Nhà Trắng sẽ tập trung vào hai ông Joe Biden và Donald Trump. Không chỉ dư luận Mỹ mà dư luận thế giới cũng rất quan tâm đến cuộc bầu cử định mệnh của xứ cờ hoa. Một vấn đề đáng quan tâm liên quan đến sức ảnh hưởng của cuộc đua Nhà Trắng đó là chiến sự Nga và Ukraine. Theo đó, các nhà lãnh đạo phương Tây được cho là đã bác bỏ khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình thông qua đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trước khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu vào cuối năm nay. Mới đây, ở phía bên kia bán cầu, Trung Quốc đã gửi tín hiệu mới cho châu Âu trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Theo đó, ngày 19 tháng 2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gửi thông điệp tới những người đồng cấp châu Âu rằng, cho dù thế giới có thay đổi thế nào, Trung Quốc sẽ nhất quán và tin cậy, một động lực cho sự ổn định. Tuyên bố mà ông Vương Nghị nêu rõ trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu đang thận trọng theo dõi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Lo ngại rằng sự trở lại tiềm tàng của cựu Tổng thống Donald Trump có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ đối tác của họ với Washington. Những mối lo ngại đó bùng lên sau khi ông Trump nói rằng sẽ không bảo vệ các đồng minh NATO đã không chi đủ tiền cho quốc phòng. Một mối đe dọa bất ngờ đối với nhiều người ở châu Âu khi cuộc xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, trong khi lời kêu gọi của ông Vương Nghị có thể được một số nước châu Âu lắng nghe, nơi các nhà lãnh đạo hy vọng ổn định các khía cạnh trong mối quan hệ của họ với Trung Quốc, thì Bắc Kinh cũng gặp phải một vấn đề lớn khi đạt được tiến bộ thực sự trong việc hàn gắn mối quan hệ với EU, mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Cuộc bầu cử ở Mỹ đang thu hút sự chú ý không chỉ của người dân Mỹ mà cả trên toàn thế giới. Các chuyên gia đang cố gắng dự đoán kết quả cuộc bỏ phiếu nhưng hiện nay rất khó có thể nêu tên ai sẽ trở thành ông chủ tiếp theo của Nhà Trắng. Thế nhưng, dư luận đang dồn tâm điểm vào cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden khi phần lớn khảo sát đều cho thấy phần thắng để trở thành đại diện tranh cử cho hai đảng đang nằm gần chắc trong tay hai nhà lãnh đạo này. Vậy cuộc đối đầu giữa ông Trump và ông Biden nếu trở thành cuộc tái đấu lịch sử sẽ nghiêng về bên nào? Nhiều người tin ông Biden có cơ hội đắc cử cho rằng chính quyền Mỹ dưới thời ông đã làm được nhiều việc. Quan trọng nhất là khắc phục được hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19. Các chỉ số kinh tế nhìn chung đều tích cực, nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ ổn định, tỷ lệ lạm phát, thất nghiệp, giá xăng giảm, tạo được nhiều công ăn việc làm cho người dân. Thị trường chứng khoán đạt mức cao kỷ lục. Ngoài ra, chính quyền còn cắt giảm thuế và chi tiêu xã hội, duy trì được sự ổn định trong việc cung cấp năng lượng, đảm bảo lợi ích của tổ hợp công nghiệp quân sự. Tuy nhiên, nhiều người Mỹ vẫn coi tình hình kinh tế là ảm đạm và đời sống của họ vẫn chưa được cải thiện được bao nhiêu. Tình hình di cư bất hợp pháp ở biên giới Mexico ngày càng tồi tệ, không được giải quyết, có thể ảnh hưởng tới lá phiếu của cử tri. Theo thống kê của Mỹ, số người di cư bất hợp pháp tại các cửa khẩu biên giới Mexico tháng 12 năm 2023 lên mức cao nhất từ trước tới nay, với 249.785 người bị bắt, tăng 31% trong tháng 11 và tăng 13% so với tháng 12 năm 2022. Mặt khác, ông Biden vẫn đang bị chỉ trích gay gắt của một số đồng nghiệp ngay trong Đảng Dân Chủ vì ủng hộ Israel trong cuộc chiến ở Gaza và từ chối lệnh ngừng bắn. Bất chấp gần 29.000 người Palestine bị tử vong, khoảng 60.000 người khác bị thương, một thảm họa nhân đạo chưa từng có, sự tàn phá khủng khiếp gây ra cho giải Gaza. Ông Biden cũng đang gặp khó khăn lớn trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Hơn 80% cử tri Mỹ cho rằng ông đã quá già nếu ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Ngoài ra, ông còn gặp vấn đề về sức khỏe, trí nhớ kém, hay nhầm lẫn, đi lại khó khăn. Điều này rất nguy hiểm khi ông cầm trong tay chiếc cặp có nút bấm hạt nhân. Theo cuộc thăm dò của Đại học Bournemouth, 50% số người được hỏi dự định bỏ phiếu cho ông Biden và 44% cho ông Trump. Theo tính toán của trang tổng hợp Real Clear Poll, ông Biden có thể giành được 222 trên 538 phiếu đại cử tri, còn ông Trump có thể giành được 125 phiếu. Nhưng hiện tại rất khó để dự đoán quyết định của 191 đại cử tri còn đang lưỡng lự. Về đối thủ dự đoán là ông Trump, gần đây cơ hội giành chiến thắng của ông Trump tăng lên do bất đồng với ông Biden về vấn đề tài trợ cho Ukraine. Nếu vào đầu năm, cơ hội chiến thắng của ông không nhiều, thì sau khi các thủ tục pháp lý chống lại ông ở cả cấp liên bang và tiểu bang được tiến hành, xếp hạng và cơ hội của ông đã tăng lên đáng kể. Tài trợ cho Ukraine, Israel và thái độ đối với cuộc xung đột giữa Israel và Hamas gần đây đang làm giảm xếp hạng của ông Biden và tăng xếp hạng cho ông Trump. Quan điểm của ông Trump là Mỹ cần phải giải quyết các vấn đề của chính mình trước, sau đó mới giúp đỡ các nước khác. Quan điểm này nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người Mỹ.
Giới phân tích chính trị của Mỹ cho rằng nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay bây giờ, 49% cử tri sẽ bầu cho ông Trump và 45% cho ông Biden. Ngoài việc kêu gọi đình chỉ viện trợ bổ sung cho Ukraine, ông Trump còn đòi làm rõ các cáo buộc Hunter Biden, con trai của ông Biden, tham nhũng trong các giao dịch với Ukraine. Theo kết quả thăm dò ý kiến của CNN, 55% người Mỹ tin rằng Mỹ không nên cung cấp thêm tài chính cho Ukraine. 71% đảng viên Cộng hòa bày tỏ quan điểm này. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa ông Biden và ông Trump mặc dù mới bắt đầu nhưng đang diễn ra đầy kịch tính. Hai ứng cử viên sẽ còn phải trải qua nhiều giai đoạn hết sức khó khăn. Cả hai ứng cử viên đều đang tìm cách tranh thủ thêm sự ủng hộ của cử tri tại các bang chiến trường. Các bang này là chìa khóa để giúp các ứng cử viên giành thắng lợi. Cuối cùng, họ sẽ phải bước vào các cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình để cử tri hiểu rõ quan điểm, chính sách và năng lực điều hành đất nước của từng ứng cử viên. Năm nay, có nhiều cuộc bầu cử trên thế giới, nhưng cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ là hết sức quan trọng. Mỹ là cường quốc số một thế giới, bất cứ ai thắng cử cũng sẽ định hình diện mạo không chỉ của nước Mỹ mà còn tác động đến cục diện trên toàn cầu. Kết quả sẽ có tác động lâu dài đến mọi thứ, từ tương lai của quyền phá thai và chính sách nhập cư cho đến vai trò của Mỹ trên thế giới. Chiến thắng của ông Trump sẽ làm tăng khả năng Mỹ sẽ từ bỏ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Bối cảnh chính trị trong nước cũng có thể là phép thử cho cam kết của Tổng thống Biden với Israel, một chính sách có nguy cơ làm xói mòn vị thế của ông với các cử tri trẻ và người da màu, những thành phần quan trọng trong liên minh ủng hộ ông. Hạ nghị sĩ Alice Stefanik, người đã ủng hộ ông Trump vào tháng 11 năm 2022, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: "Đây sẽ là một trong những cuộc bầu cử sơ bộ kết thúc sớm nhất trong đời tôi. Tôi đã tập trung vào cuộc tổng tuyển cử. Sẽ có một cơn địa chấn chính trị vào tháng 11 tới." Tuần qua, nông dân Tây Ban Nha đã điều khiển hàng trăm máy cày tiến vào thành phố Madrid để tham gia cuộc biểu tình nhằm phản đối tình trạng cạnh tranh không công bằng với các đối tác bên ngoài Liên minh châu Âu-EU. Các cuộc biểu tình tương tự cũng đã diễn ra tại Pháp, Ba Lan và Hy Lạp. Theo người đại diện của Liên minh các công đoàn Tây Ban Nha Luis Cortes, nông dân và những người chăn nuôi ở nước này đã tổ chức biểu tình từ ngày 1 tháng 2 để yêu cầu các chính sách đảm bảo giá cả công bằng, có thể bù đắp chi phí và yêu cầu chính phủ áp các quy định tương ứng với hàng hóa nhập khẩu từ bên ngoài EU. Không chỉ xảy ra ở Tây Ban Nha, làn sóng biểu tình của nông dân đã lan rộng trong EU. Theo đó, nông dân các nước Pháp, Đức, Italia và Hy Lạp cũng đã tiến hành các cuộc biểu tình dẫn tới tình trạng tắc nghẽn trên nhiều tuyến đường. Tại Pháp, rơm rác chất đống ngay giữa thủ đô Paris hoa lệ. Người biểu tình dừng mọi hoạt động sản xuất để tham gia biểu tình chặn các tuyến phố, đặt ra thời hạn để chính phủ có biện pháp giải quyết các yêu cầu. Còn tại Hy Lạp, nông dân ngồi trên máy kéo đã tuần hành về phía thành phố lớn thứ hai của đất nước là Thessaloniki với mục đích chặn các tuyến đường quan trọng trong thành phố. Hàng ngàn người đã yêu cầu hỗ trợ tài chính để chấm dứt biểu tình kéo dài 4 tuần, nhưng chính phủ nước này thông báo không còn nguồn quỹ để đáp ứng yêu cầu này. Trong khi đó, tại Italia, sau nhiều tuần biểu tình nhỏ lẻ trên khắp đất nước, hôm 8 tháng 2, người nông dân Italia đã kéo đến biểu tình tại thủ đô Roma, đưa một đoàn xe 4 máy kéo đi qua đấu trường La Mã Colosseum, một địa danh mang tính biểu tượng. Những chiếc máy kéo được sơn màu xanh lá cây, trắng và đỏ, tượng trưng cho màu quốc kỳ của Italia, là một phần của nhóm gồm hơn 300 chiếc đang chờ ở vùng ngoại ô thủ đô trong nhiều ngày qua để được cấp phép vào thành phố. Những người biểu tình muốn có một cuộc gặp chính thức với chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni về vấn đề cắt giảm thuế, cũng như xem xét các quy định về môi trường của Liên minh châu Âu-EU mà họ cho rằng đang gây tổn hại đến sinh kế của họ. Người nông dân ở phía nam Ba Lan cũng đã tiến hành các cuộc biểu tình với lý do tương tự trên phạm vi toàn quốc, phong tỏa gần như hoàn toàn biên giới với Ukraine và làm gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực. Trong tháng trước, các thành phố ở Đức cũng rơi vào tình trạng tắc nghẽn bởi hàng ngàn nông dân biểu tình, bất chấp nhiệt độ lạnh giá, gây sức ép cho liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz. Các tuyến đường tắc nghẽn lớn trải dài khắp các thành phố từ đông sang tây, bao gồm Hamburg, Cologne, Bremen, Nuremberg và Munich. Mỗi cuộc biểu tình có sự tham gia của hơn 2.000 máy kéo. Những cuộc biểu tình trên làm gợi nhớ đến hình ảnh các cuộc biểu tình hồi năm ngoái, khi nông dân ở các nước Đông Âu, bao gồm Ba Lan, Rumani và Bulgari, phản đối ngũ cốc nhập khẩu giá rẻ từ Ukraine, khiến giá trong nước giảm và ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của các nhà sản xuất địa phương. Nông dân tham gia biểu tình trên khắp EU nói rằng, kể từ sau cuộc xung đột Nga-Ukraine, chi phí năng lượng, phân bón và vận tải đã tăng lên. Bên cạnh đó, các chính phủ lại đang tìm cách giảm giá lương thực tăng cao trong bối cảnh lạm phát. Dữ liệu của Eurostat cho thấy, mức giá mà nông dân nhận được đối với các sản phẩm nông nghiệp của họ đạt đỉnh điểm vào năm 2022, nhưng giảm kể từ đó, trung bình đã giảm gần 9% từ quý 3 năm 2022 đến quý 3 năm 2023.
Tại Pháp, kế hoạch của chính phủ nhằm loại bỏ dần việc giảm thuế đối với nhiên liệu diesel như một phần của chính sách chuyển đổi năng lượng rộng hơn cũng khiến cho người nông dân tức giận. Hàng nhập khẩu nước ngoài giá rẻ đã thổi bùng ngọn lửa bất mãn, khiến nông dân cho rằng sản phẩm của họ đang bị cạnh tranh không lành mạnh. Nông dân, đặc biệt là ở Đông Âu, tiếp tục bày tỏ sự bất bình về việc hàng nông sản giá rẻ nhập khẩu từ Ukraine, bao gồm ngũ cốc, đường và thịt. Cụ thể, EU đã miễn hạn ngạch và miễn thuế đối với hàng nhập khẩu của Ukraine sau cuộc xung đột Nga-Ukraine. Không chỉ vậy, biến đổi khí hậu cũng đang làm tình hình trở nên trầm trọng hơn. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như cháy rừng và hạn hán đang ngày càng ảnh hưởng đến sản xuất. Các quy định về môi trường của EU cũng là một trong những yếu tố khiến nông dân châu Âu bức xúc. Bruno Fogart, giảng viên kinh tế cấp cao tại Đại học Lancaster ở Anh, đã chỉ ra thỏa thuận xanh châu Âu là nguyên nhân chính gây ra căng thẳng. Thỏa thuận này quy định các biện pháp bao gồm thuế carbon, cấm thuốc trừ sâu, hạn chế phát thải nitơ và hạn chế sử dụng nước và đất. Ông Fogart cho biết, những người nông dân đang cố gắng trì hoãn việc thực hiện các quy định của thỏa thuận xanh càng lâu càng tốt. Bên cạnh những nỗi bức xúc chung, giảng viên Fogart chỉ ra rằng nông dân ở mỗi quốc gia châu Âu đều có những tâm tư của riêng mình. Ở Đức, nông dân phản đối đánh thuế động cơ diesel. Ở Hà Lan, vấn đề cụ thể là việc đánh thuế nitơ, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi lợn và gà. Ba Lan đi đầu trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhưng đồng thời nông dân Ba Lan cũng rất tức giận và phong tỏa biên giới để đảm bảo ngũ cốc Ukraine không đến được Ba Lan. Trước làn sóng biểu tình rầm rộ của người nông dân, hàng loạt nước EU đã ra phương án xoa dịu các cuộc biểu tình. Ở cấp trung toàn khối, nông dân đã giành được thỏa hiệp từ Bruxelles vào ngày 31 tháng 1 khi EU trì hoãn các quy định yêu cầu người nông dân không được khai thác quá tải đất và hệ sinh thái. Ủy ban châu Âu đã đưa ra miễn trừ cho nông dân EU khỏi yêu cầu không khai thác một phần đất đai tối thiểu của họ, trong khi cho phép họ giữ các khoản thanh toán hỗ trợ liên quan. Ở cấp chính phủ, Berlin đã rút lại một phần kế hoạch cắt giảm trợ cấp dầu diesel vào tháng trước. Chính phủ cho biết việc miễn thuế ô tô đối với xe nông nghiệp sẽ được giữ nguyên và việc cắt giảm thuế diesel sẽ được thực hiện so le trong 3 năm. Tuy nhiên, nhiều nông dân vẫn đang kêu gọi việc hủy bỏ hoàn toàn quy định cắt giảm. Hy Lạp tuyên bố sẽ gia hạn thời gian giảm thuế đặc biệt đối với dầu diesel nông nghiệp thêm 1 năm. Tuần trước, Pháp đã công bố một loạt các biện pháp hỗ trợ người nông dân sau khi chịu sức ép trước các cuộc biểu tình. Thủ tướng Pháp mới được bổ nhiệm Gabriel Attal cam kết bảo vệ chủ quyền lương thực và khẳng định Pháp sẽ tăng cường kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu không tuân thủ các quy định chung trong nỗ lực bảo vệ người nông dân khỏi sức ép cạnh tranh không lành mạnh. Thủ tướng Attal cũng tuyên bố phân bổ 150 triệu euro hỗ trợ thuế cho nông dân chăn nuôi lâu dài từ năm nay. Những phản ứng này dường như đã đạt được hiệu quả khi hai công đoàn nông nghiệp lớn tại Pháp đã kêu gọi người nông dân chấm dứt biểu tình. Trong khi chính phủ các nước đã đưa ra những nhượng bộ, một số nông dân nói rằng những biện pháp đó là chưa đủ và đang kêu gọi tiếp tục hành động. Đặc biệt, tháng 6 năm nay còn tổ chức một cuộc bầu cử nghị viện của châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã ủng hộ mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không của EU vào năm 2050. Tuy nhiên, bà đang phải đối mặt với sức ép từ chính đảng trung hữu của mình trong việc giảm bớt luật xanh. Các đảng cực hữu ở châu Âu hy vọng giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử và có thể lợi dụng sự bất bình của nông dân để trục lợi chính trị. Có thể thấy rõ động cơ này ở Đức khi đảng cực hữu giải pháp thay thế cho nước Đức AfD tham gia vào các cuộc biểu tình và bày tỏ tình đoàn kết với người nông dân. Trong lịch sử từng xuất hiện tiền lệ cho thấy những người nông dân biểu tình có thể hành động nhiều hơn là chỉ xuống đường. Vào tháng 3 năm 2023, một đảng dân túy của Hà Lan đã tổ chức một cuộc bầu cử lớn. Phong trào nông dân công dân đã phát triển từ các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại các chính sách môi trường của chính phủ nước này. Đây hiện là đảng lớn nhất tại Thượng viện của Hà Lan. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn nút subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.